Yo, yo, hello nha, chào người nha, chào mọi người quay trở lại với channel mình là Từ Từ Đường Phố đây, rất mừng người anh em. Xin chào tất cả anh em một game hải tặc đại chiến nha, lại là mình đây Từ Từ Đường Phố đây, rất vui các bạn. Ok, ở clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi điểm qua cốt tuần mới và sau đó mình sẽ nhập áng test nhân phẩm ở server mới săn ace xem có ra được 6 từ ace được không, nếu được thì tặng cho anh em luôn. Cảm ơn bạn đã xem video của mình. Ok, trước khi bắt đầu video cho anh em xem video về nhé, đừng quên like, share, cảm ơn nhiều. Giờ chúng ta bắt đầu thôi. Điểm qua sự kiện nào, xem còn có cái gì dùng tiêu được không nào. 2k3 rồi này. Ui, thiếu 1k3 nữa. Khó khăn ở đây. Ok, cuối tuần thì bây giờ bên tuần bên vừa qua tuần mới thì bên game lại vừa update con đẹp tuần mới, không biết anh em đã nhập chưa. Bạn nào chưa nhập thì tranh thủ nhập nhá. Con đẹp tuần mới thì cũng khá là ngon. Bên game thì cứ mỗi một tuần nó sẽ ra con một cái code mới, thì anh em cứ tranh thủ thời gian theo dõi fanpage để mà nhận nhá. Ok, code này. Để mình nhận quà đó. Đây, code đây các bạn. Đây anh em. Đây, con đẹp tuần mới đây. Đây, con đẹp tuần mới này. Đây, nó là code 12102020 nha các bạn nhá. Đó, hôm nay chỉ có mỗi code này là code mới thôi. Ok, chúng ta cùng tranh thủ nhập nào. Ok, chúng ta cùng nhập code nào các bạn. Đây. Code 12 10 20, đúng không? Mời. What? Để mình nhìn lại coi nào. Lộn các bạn, hai cò đe 12102020 đó, đây mới chuẩn được các bạn này. Đấy, xong code của chúng ta đây. Uầy, tuần này được cả 5 viên để đổi sự kiện luôn à, ngon đó. Cò đe đây anh em tranh thủ nhập nhá. Hơi mệt, gói đổi tướng đâu ta, để mình đi đổi luôn ạ. À, hết rồi, hết rồi, ngày mai lại sự kiện tuần mới rồi. Chỗ này chẳng lẽ đổi giờ đổi tạm mà chiêu mộ đặc biệt thôi, cái này chắc thu thập đổi tạm coca thôi anh em. Không biết là đổi mấy cái này nhiều không nhỉ. 24 chia 3 là 8 thùng bia này. Đấy, thả đổi 8 thùng bia ngon hơn các bạn. Đấy, ngon anh. Rồi 8 thùng bia chả hơn không? Bây giờ được 8 thùng bia chả ngon. Để thùng bia này để sự kiện ngày mai ra sự kiện mới rồi quay luôn anh em nhá. Bây giờ chúng ta đi nập ạc và săn tướng thôi anh em. Ok, đi test nhân phẩm xe vào mới nào. Ok, con nào đầu tiên đây nha các bạn nhá. Thì mình vẫn nói rồi, cách của mình trước giờ đều vẫn nào đều là vậy. Nó tài khoản mật khẩu đều y một phần hết từ trên xuống dưới luôn. Đây, tài khoản sao thì mật khẩu như vậy luôn nhá. Đây, ví dụ như không được thì mình chỉ đổi tài khoản thôi, còn đâu mật khẩu thì vẫn y nguyên luôn anh em đấy này. Alula hú hồn 1 là mật khẩu đấy nha các bạn nhá. 125, 12 thì cũng được. Rồi ok, mình cài đi nha. Ok, mình chỉ nhập có 4 code như hạn mọi ngày nha các bạn nhá. Đây, nhiều anh em cứ bảo là anh nhập code nào phải nói chứ không thì khi anh em lấy hạc về là không biết. Đây thì mình vẫn nhập 4 code đây, livestream này, một cái. Quà số 1, hướng dẫn tân thủ và live fanpage 99k, đó là những code mình vẫn đang nhập hàng ngày để đi săn tướng. Thì vì nhập các code này có thùng bia, còn nó code còn lại không có nên là thành ra mình không nhập. Vui như bạn nào có lấy hạc về chơi mà hạc mình săn ra ACE mà anh em có lấy về chơi thì nhớ nhập các code còn lại để mà nhận quà nhá. Đây, nhận thôi. Ngon lành, 7 thùng bia các bạn. Ok, giờ thì chúng ta cùng đi săn nào. Lâu lắm mấy hôm nay chưa ra ACE, hôm nay mong sao ra được một cháu đi. Bây giờ mà tí mình sẽ đổi mỗi hạc mình sẽ săn ở một nơi khác nhau. Đặc lại là đầu tiên mình sẽ săn ASEAN, xong mình sẽ qua bên chính xác săn coi. Thế mấy anh em đi săn cháu đeo đét đét này này. Thế mình sẽ săn thử bên này xem có ra được không nha các bạn nhá. Ok, tiếp tục con nạc tiếp theo nào, con nạc tới mình sẽ săn ở đấy. Giờ thì nạp thôi. Ok, con nạc tiếp theo này các bạn, hú hồn chim én 1 nhá. Đó, mật khẩu GMA y chang một quân luôn. Tài khoản mình để đổi thành ai này. Cũng không được à, không được thì đổi khác đi. 125 nhá, mật khẩu là 125, tài khoản là thành 125. Ok, giờ thì vào cài đã nha. Ok, nhận code nào. Lần này chúng ta sẽ đi săn ở một chỗ khác nhá. Mọi lần đều săn ở bên ACE rồi, hôm nay thì qua bên này săn xem có ra được không anh em.
Vì thấy mấy ngày hôm nay mình thấy các bạn đi săn tướng khá là mới, đi săn rất là nhiều tướng lạ, mình cũng muốn thử đây xem săn thế nào. Uầy, uầy, sao bên này sao đen thế? Từ mình vào xem tướng nào. Ở dạng chính xác, nếu săn ra được thì chúng ta có Marco, Lau và Frankin là tướng mới. Ừ, được đấy, mình sẽ có thử qua bên này săn xem sao anh em. Nhưng mà không hợp lý nhỉ. Thường chúng ta vẫn nên săn AC đầu tiên thì nó sẽ hợp lý hơn nhiều. X10 phát nào. Đảng đen không ra được một tướng nào luôn ạ. Thật sự đen luôn ạ. Ok, qua con đảng tiếp theo nhá. Đây anh em thấy bay có thể ấn pau lại hoặc là anh em có thể nhìn nhá, hai con vịt bơi một đó. Được không? Hay là phải rồi được, ok được luôn. Giờ mình cày nhá. Để khi nhập cốt xong mình quay cho anh em xem. Ok, tiếp tục con nào tiếp theo bạn. Hôm nay săn đen nhỉ? Bữa nay sao săn đen nhỉ? Thấy anh em chia sẻ group vẫn ra tướng ầm ầm mà sao mình săn mãi không ra được ta? Ra đi nào em ơi. Em ơi. Hoán đổi phát nào. Hoán đổi phát các bạn. Đen thật sự ạ. Luffy này, Lưu lấy Luffy lên. Hoán đổi tiếp. Lưu ra tiếp, hoán đổi nữa. Ra phanh kia à? Khó khăn nhờ. Cái này lại không săn được ra tướng nào anh em, nhân phẩm mới này đen đến vậy. Giờ từ lúc mình đọc án giờ được con S đầu tiên này các bạn này. Đen thật sự luôn ạ, à, không biết thế nào. Thôi, tiếp tục con nạp tiếp theo nha các bạn. Ok, để mình đập nạp đã. Ok, đây nha mọi người nha, sao đen dậy game 1, đặt luôn vậy cho nó may. Đâu may, tài khoản mật khẩu vậy nha. Giờ mình sẽ đổi qua tên tài khoản tí. 126. Rồi, ok, cày đã. Nhập code xong mình lại quay anh em xem. Ok, tiếp tục một con nạp tiếp theo bạn. Uầy, hôm nay săn đen đấy nhờ. Nãy mình có lướt qua group thấy anh em săn được nhiều lắm luôn á, mà mình săn mãi không ra, ra được mọi cháu đi cho nó vui. Uầy. Chopeo ạ. AC. Kaku, à có Kaku này. Tí nữa Kaku đổi AC xem có được không các bạn. Ui. Luffy ạ. Giờ này ra nhiều SS thế mà sao lại không. Uầy. Uầy. Xịn sò con bò anh em. Ý chà chà, xịn sò con bò nhá. Tủ đồ. Thế là cũng đã ra một tượng thứ mình độ mình hợp Kaku đã, mình lấy Kaku về. Đây. Futaro. Nói chung thì ra tướng này đầu tiên thì cũng chả biết nên nói là ngon hay dở anh em, nhưng mà dù sao cũng ra được tướng SS là cũng vui rồi. Đi săn mà, đúng không? Đi săn mà ra được SS là cũng gọi là ok rồi. Đấy. Chưa mộ nào. Không ra thì đi hoán đổi. Chúng ta sẽ thử đổi Kaku xem là có ra được không. Việc bữa có bạn đổi được con này ra ACE này. Uầy, không ra được ạ. Ok, ạc đầu tiên ra ES nha. Đây, bạn nào muốn thì lấy chơi này. Đấy, Futora này. Đó, bạn nào muốn thì lấy ạc chơi nhá. Tài khoản mật khẩu bạn xem lại đầu video không? Mình cũng chẳng nhớ nữa. Rồi, dập tiếp con ạc tiếp theo rồi tính tiếp anh em. Tiếp tục đến con ạc tiếp theo nào. Ok, con ạc tiếp theo đây nha các bạn nhá. Lại là bạn hạ 1. Đấy, anh em nhìn ký này, mật khẩu cũng lại là bạn hạ 1. Đó. Gò mai cũng vậy luôn. Ok, tên không được thì mình sẽ đổi tên. 132 vậy. Rồi, ok, mình cày nha. Nhập code xong mình lại quay cho anh em xem tiếp ạ. Ok, con nào cuối cùng nha các bạn nha. Bữa nay được cái, nhưng anh em có công nhận động bữa nay được cái game nó fix lại. Thành ra chúng ta lập ạc săn thì nói chung là nó cũng thoải mái hơn. Đỡ lag. Nó thật là vậy, mình săn giờ cũng thấy thoải đỡ mát hơn. Nhưng mà cũng muộn rồi anh em. Đó, giờ cũng 1 giờ hơn rồi. Đó, mình phải chắc đây là con đạc cuối cùng thôi anh em, có gì lại ngày mai săn tiếp nha. Tại vì xong mình còn làm video nữa, xong mình xuất ra đăng lên kịp giờ cho anh em xem. Đó. Mà bữa nay không biết các bạn xem cái thể loại này có chán không. Nếu chán thì comment ý tưởng mới cho mình làm nhá. Các bạn có ý tưởng gì mới hay hoặc là có ạc, anh em nào có ạc tốt tùng gì mà có lòng thì có thể eBay Facebook mượn cho mình, mình review. Cảm ơn rất nhiều. Mình cũng đang muốn kiếm ạc để review ở bên này. Đấy, cơ bản là vậy, nếu bạn nào có thì chọn sẵn lòng thì mình xin cảm ơn. Đó, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rất vui khi được hợp tác và anh em ủng hộ. Ok.
lần này cũng không ra rồi, nhưng mà hôm nay cũng ra được một cháu rồi anh em. Hôm nay cũng ra được cháu Pru rồi. Cũng khá là vui. Lâu nào cứ rút được giáp tướng tặng cho anh em là cũng thấy vui vui tí. Ai chà. Nhưng cơ bản các bạn có để là rút tướng nói chung săn cũng khó nhỉ, kiểu hên xui. Có anh em mình thấy có nhiều bạn đập ạc cái được luôn mà. Nhiều anh em khoe bảo em đập ạc em vừa rút cái là được luôn tướng rồi. Đó, nhưng mà có nhiều anh em đập cả đến 20 ạc không có. Có một bạn chia sẻ mình em rút đến tận 30 ạc mới được một ạc của A-xe. Uầy sao mà đen dữ vậy trời. Ok, nói chung thì các bạn cũng cố gắng thôi, biết sao giờ. Bên game thì nó hay trôn vậy rồi. Còn đâu clip thì chắc hôm nay mình cũng xin phép kết thúc tạm dừng tại đây thôi nhá. Hẹn các bạn ở clip tiếp theo. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Cảm ơn các bạn đã dõi theo video của mình. Cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt nhá. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.